với sự tham gia của các diễn viên Lý Nam Tinh, vai Trình Hỏa Sư. Huỳnh Tư Điềm, vai Dĩ Thành. Trần Lam Mật Âu, vai Khu Khắc Ngạn. Phan Linh Linh, vai Mộ Loan. Và một số diễn viên khác. Kịch bản Trần Diệu, biên kịch Hoàng Tử Nguyện, kế hoạch Ngô Yến Bình, phó đạo diễn Hoàng Hàn Ân, đạo diễn Cao Thục Duy, giám chế Trương Long Mẫn, Viên Thụ Vĩ. Bộ phim Tiệm Cầm Đồ Nhân Ái. Tập 5. Chúng ta ly hôn đi. Gồ ngốc. Bé Cưng. Gồ ngốc. Bé Cưng. Bé Cưng à. Được rồi, đừng có bé nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? À, hai người thật sự đang diễn sao? Ờ, được rồi, được rồi. Coi bộ, bây giờ cậu phải tìm người thứ ba rồi. Việc cậu cần làm bây giờ là giúp mẹ cậu và vợ cậu tìm thấy mục tiêu chung của hai người. Họ không những sẽ đình chiến mà còn bắt tay hợp tác để cùng nhau đối phó với kẻ thù nữa. Kẻ thù là ai? Mẹ cậu á, ghét nhất là loại người nào hả? Người thứ ba? Nếu như mẹ cậu biết cậu có tình nhân bên ngoài thì chắc chắn sẽ tức sôi máu lên, sau đó sẽ đuổi tình nhân giùm cho vợ cậu liền. Còn đó, đúng là ngu ngốc mà. Nước đi vụn về này sẽ càng làm vợ con bị tổn thương hơn thôi. Giờ thì hay rồi, làm vợ con giận bỏ đi rồi, giờ phải làm sao đây? Con tiếp tục thu thập nhiều thông tin hơn, như là tình trạng tài chính của họ và còn lợi nhuận mỗi tháng, tỷ lệ đối phiếu, tổng giá trị của hàng trong kho. Chuyện mà chúng ta làm đều là vì chỉnh đốn ngành nghề này. Chỉ có thu mua hưởng đang đang sớm thì chúng ta mới có thể thống nhất các tiêu chuẩn và hình ảnh trong ngành, đồng thời khách hàng mới thấy được sự chuyên nghiệp và tin tưởng của chúng ta. Người mặt lạnh, sao có thể làm loại chuyện này hả? Xin lỗi, xin lỗi. Không phải là nói trước rồi sao? Không thể nói chuyện của Tia hát cho ba của tôi nghe. Sao anh không giữ lời vậy? Chuyện đó sao? Không phải là tôi nói. Tôi không nói, Hạo Nhân không nói. Không phải anh nói thì sao ba tôi biết được? Nhưng thật sự không phải là tôi nói. Anh không chỉ là người mặt lạnh, anh còn nhiều chuyện. Sau này đừng có nói chuyện với tôi. Ờ, nhưng mà xin lỗi nha, suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của anh rồi. Không sao, không sao. Cũng may là có người mặt lạnh bù đắp. Nó rất tự nhiên, dẫn dắt chị Đông qua luôn. Tôi bù đắp cái gì? Lúc nãy con trai của chị Đông qua chỉ là diễn thôi, nó không có ngoại tình. Tại sao lại phải diễn? Chúng tôi lên kế hoạch dẫn dắt chị Đông qua, khiến cho bà ấy với con dâu cùng nhau bắt gian Tiểu Tam. Ông lợi dụng tôi để truyền tin. Anh nói lợi dụng thì hơi quá rồi. Mọi người đều muốn giúp đỡ chị Đông qua giải quyết vấn đề, vẫn đỡ hơn một số người rõ ràng hứa không nói mà lại nói. Một trò lừa gạt thì có thể giải quyết được cái gì chứ? Ý, có tin tốt rồi kìa. Nhiệm vụ thất bại là có ý gì? Ờ, alo, nè, sao rồi?
Nhiệm vụ thất bại có nghĩa là sao? Đại thánh, cái gì mà đại thánh, đúng là vô dụng. Cậu nói cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đều là do ông hại tôi đó. Giờ mẹ tôi và bảo bối đều bỏ nhà đi hết trơn rồi. Sai nhất là tôi tin lời của ông nói. Ông... Cậu sao vậy? Mẹ à, bên này. Con của tôi đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhập viện chứ? Nó ở trong đó hả? Xảy ra chuyện gì chứ? Lúc chúng tôi đến nhà gì thì đã thấy anh ấy nằm yên bất động trên sàn rồi. Người cậu ấy cuộn lại, sùi bọt mép ra luôn, không biết sống hay là chết nữa. Không thể nào đâu, con tôi bình thường nó không đau bệnh, sao lại như vậy được chứ? Sau khi hai người cãi nhau, ngày nào cậu ấy cũng buồn bã hết. Bên ngoài thì làm ra vẻ rất là kiên cường, rất thoải mái. Nhưng mà trong lòng cậu ấy thực sự rất uất ức. Bây giờ cậu ấy dồn nén thành bệnh rồi, còn có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào nữa. Con trai à, mẹ chỉ có một mình con là người thân, con không thể xảy ra chuyện gì đâu. Bảo bối, anh không được bỏ em một mình. Là mẹ không tốt, không nên cái gì cũng ỷ lại vô con. Cũng không nên cãi nhau với lại cô ngốc cả ngày nữa, khiến cô phải khó xử. Mẹ, là lỗi tại con. Con không nên. Dù biết là anh ấy hiếu thảo, còn bắt anh ấy ra riêng nữa. Mẹ à, con xin lỗi. Cô ngốc, tất cả đều là lỗi của mẹ. Con nên thông cảm cho mẹ. Con không nên tự hứng như vậy. Chỉ cần con trai không sao, các con muốn sao mẹ cũng đều nghe theo. Chỉ cần con trai của mẹ không sao. Mọi người khóc chuyện gì vậy? Anh ta đang đợi mọi người ở trong phòng bệnh mà. Con trai. Bảo bối. Con trai. Bảo bối, con có sao không hả? Có phải lại dùng khổ nhục kế không? Anh lại thông đồng với họ gạt mẹ và em phải không? Anh không có đâu. Nếu như mà em không tin thì em có thể hỏi anh ấy. Anh ấy đúng là bị ngất thật, nhập viện cũng là thật. Đúng rồi, chúng tôi chỉ nói hơi quá sự thật một chút mà thôi. Chỉ hơn một chút thôi sao? Hù người ta sợ chết khiếp luôn thì có. Nếu mà tôi chỉ nói nó bình an vô sự thì sao hai người có thể quên được chuyện cũ chứ, có đúng không? Hai người làm lành rồi sao? Anh còn thấy không khỏe chỗ nào không? Đúng rồi, bụng còn đau không? Vậy thì từ hôm nay trở đi, hai người đừng cãi nhau nữa được không? Không cãi nữa, chúng ta không cãi nữa. Trước giờ, điều quý nhất giữa các thành viên trong gia đình không phải là quan hệ huyết thống, mà là có thể đồng hành cùng nhau lâu dài, cho đi và nhường nhịn. Bề ngoài thì thỏa hiệp hầu như có thể hiểu là nhận thua, nhưng mà đổi lại, đó là cơ hội để bày tỏ sự quan tâm đối phương, khiến người một nhà ngày một thân thiết, làm cho tình cảm bền chặt hơn. Ý con gái, con về rồi hả? Wow, con mua đồ ăn về sao không nói sớm cho ba biết? Ba nấu nhiều vậy cũng đâu nói với con. Con coi đi, ba nấu toàn mấy món con thích ăn không đó. Con cũng toàn mua món ba thích thôi. Wow, bánh trứng hả? Nè, ngồi đi. Nhưng mà nhiều vậy sao mà ăn hết được? Không sao, từ từ ăn, vui là được. Ba chịu cho con bán đồ rồi hả? Nhưng ba có một điều kiện. Cái gì? Sau này không được phép đi giao hàng một mình. Đây là điều kiện của ba, có được không? Được. Nghe lời ba là được chứ gì. Đều tại người mặt lạnh nhiều chuyện. Liên quan gì tới người mặt lạnh chứ? Không phải là nói với ba sao? Vậy quá rồi nó cũng biết hả? Là cảnh sát gọi điện tìm con nói cho ba biết. Cái này có thể thu hút giận đào hoa. Cho nên người độc thân đeo cái này một năm
có thể yêu đương tới 3 lần. Lợi hại không? À, còn có một điểm quan trọng nhất cần nói với mọi người, đó là lúc nãy tôi nói đều là giả hết. Các bạn thân mến, tôi muốn nói là nếu mấy viên đá quý này có thể giải quyết nhiều vấn đề đến như vậy thì chúng ta tội gì phải nỗ lực kiếm sống, có đúng hay không? Nên tôi cảm thấy chúng ta làm người không nên quá mê tín. Viên hồng ngọc này là quý nhất trong tất cả các loại ngọc, giá tiền của mỗi carat đều cao hơn các loại khác. Đá quý có ma lực, bạn không nhìn thấy, tôi cũng không nhìn thấy, đúng không? Vậy tại sao chúng ta không nên tin những điều này có thể nhìn thấy và đánh giá được? Hải ca ca, anh mua một viên ngọc hoàng mỹ với giá 3.000. Vậy nguy rồi đó. Nhưng mà không sao đâu, hôm nay Hải ca ca gặp may rồi, bởi vì tiệm chúng tôi mời đến một chuyên gia thẩm định cấp 1 để giúp mọi người giải quyết nghi ngờ. Nào, để chúng tôi chào đón, nồng nhiệt chào đón. Nào, đừng có đụng vào tôi. Vị này giỏi lắm nha. Vị này có bằng cấp thẩm định trang sức từ Mỹ về, chuyên gia thẩm định cấp 1, anh Ngưu Khắc Ngạn. Quan ngân, quan ngân. Ngưu Khắc Ngạn, mời anh nói lời chào tới khán giả nào. Hello. Bây giờ tôi thay mặt khán giả hỏi anh một câu, là có cách nào thẩm định viên đá này là thật hay giả không? Càng tinh khiết thì càng đáng nghi. Người bình thường xem không chính xác. Ai nói chứ, anh nói nhảm rồi, ba tôi nhìn rất chuẩn đó. Anh giỏi như vậy, anh nói coi, anh dùng cách nào để thẩm định thật và giả? Tôi sẽ dùng các dụng cụ như khúc xạ kế và cân để kiểm tra chỉ số khúc xạ và mật độ của đá quý. Tôi cũng sử dụng kính lúp 30-50x để quan sát đường vân trong đá quý. Vậy còn làm sao để thẩm định được giá tiền của loại đá quý này? Giá trị thị trường của một viên đá quý phụ thuộc vào một số yếu tố: đẹp, bền, hiếm và minh bạch. Vậy thì ra sao thì được tính là đẹp? Vậy cần chú ý 4 khía cạnh chính: màu sắc, độ tinh khiết, độ trong suốt, còn có các hiệu ứng khoa học đặc biệt. Các bạn khán giả, cho chúng tôi cảm ơn lý giải của chuyên gia thẩm định Khưu Khắc Ngạn. Nói nhiều tới nỗi miệng sắp méo luôn rồi, vẫn chưa bán được đồ. Từ từ định hướng dư luận, muốn mua đá quý tự nhiên sẽ tới thôi. Hy vọng là nhanh, chứ không đến lúc chúng ta phá sản thì không kịp nữa rồi. Tình hình tài chính của Hưởng Đan Đan... Người mặt lạnh, tôi hiểu lầm anh nói chuyện TAH cho ba của tôi nghe. Tôi xin lỗi anh nha. Xin lỗi. Tôi chấp nhận. Xin chào các bạn, nữ chính xuất sắc nhất Dương Ngải Mai. Không có, tôi căn bản không giúp được gì hết. Giả lại suýt chút nữa còn khiến cho họ ly hôn nữa. Là do kỹ thuật diễn xuất của nam chính có vấn đề thôi. Không thì kế hoạch của chúng ta chắc chắn thành công. Đúng rồi, với lại cô ấy còn là chủ tịch câu lạc bộ kịch của trường tụi con. Kỹ thuật diễn không thể nghi ngờ. Ngày mai, chút nữa có rảnh không? Chú Sương mời con ăn cơm. Không cần đâu, lát nữa con còn có hẹn nữa mà. À đúng rồi, tiền lãi tháng này nè. Ơi không cần, con vừa mới giúp chú mà. Tháng này coi như chú tính cho con. Không được đâu, chú cầm lấy đi. Việc nào ra việc đó, tiền lãi vẫn phải thu chứ. Hơn nữa con còn làm hư hại của mọi người, trả sao cũng không hết. Ôi, hồi đó chú giống như trở bàn tay thôi có gì đâu. Vậy hôm nay con cũng chỉ như trở bàn tay thôi. Được, có tiền không thu, thiên lý bất dung. Hai đứa con đúng là cứng đầu y như nhau luôn á, không khác gì hết. Wow, mấy tháng này sao kiếm được ít quá vậy? Đợi ba đem bán trang sức vàng cho tiệm vàng nung chảy ra là có được một khoản tiền rồi. Khoản đó chỉ đủ để cân bằng thu nhập của chúng ta thôi, cũng đâu thể giải quyết vấn đề khách hàng ngày càng ít đi. Sau khi thay bóng đèn mới trong cửa hàng á, không phải kinh doanh ổn hơn rồi sao? Mới bán thêm 2 sợi dây chuyền là rất ổn sao? Xem thường vậy, còn không thấy con bán được bao nhiêu hay sao hả? Bởi vậy cho nên chúng ta phải nghĩ cách kiếm thêm tiền chứ. Chứ không thì chỉ mất chứ không có được lợi nhuận gì đâu. Chúng ta sắp đóng cửa cho xong chuyện. Ba không lo, con lo cái gì chứ.
Là ba không có lo nhưng mà con mới lo đây nè. Ba, thực ra con có nghĩ tới một cách, hay là chúng ta xin trợ cấp mở trang web đi, được không hả? Xin trợ cấp, tiền còn lại vẫn cho chúng ta trả thôi. Không phải con nói hết tiền rồi sao? Không có giống nhau, khoản này đáng để xài đó. Ba coi, xã hội hiện đại, cái gì cũng số quá rồi. Con lập website là có thể kiếm khách hàng đổi vé trên mạng, nhận đánh giá, còn có thể mua những sản phẩm nổi tiếng. Ba xem, bình thường con livestream đều có thể nói chuyện với khách trên mạng, chia sẻ tin tức mới và đá quý nữa, đúng không? Bây giờ internet còn đáng sợ hơn đường đi nữa. Cũng thường có tin, nhiều trang web bị hacker xâm nhập, đúng không? Thông tin khách hàng bị đánh cắp nè. Con lập web còn muốn thường xuyên cập nhật mấy phần mềm đó, vừa phiền phức vừa phí tiền không à. Phí tiền nhất ở đây là ba đó. Nè, con đừng có ngậm máu phun người nha, ba làm gì có. Ba lấy tiền giúp người thì không sai, nhưng mà ba cũng phải lượng sức mình. Không nghĩ cách kiếm tiền, ít ra cũng giúp con nghĩ cách tiết kiệm đi. Mấy năm nay tiền hưởng đang kiếm được ít hơn tiền vốn theo yêu cầu tiêu chuẩn rồi. Cứ theo đà này hả, chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thị trường. Đúng là nói quá mà. Em chắc chắn muốn làm như vậy chắc hả? Chắn. Nhưng mà còn ông chủ. Anh không có được nói với ba tôi nha. Em lén lút đến đây, anh sợ ông chủ sẽ nổi giận đó. Anh nói với ông ấy hả? Tôi giận anh. Nhưng mà chúng ta... Tôi biết làm vậy có thể sẽ không ổn. Nhưng mà anh cũng thấy bộ dạng của ông rồi, ông không biết ứng biến phải làm sao đây. Vậy nên chúng ta cần phải tiền trảm hậu tấu. Đi. Chính là chỗ này. Đi thôi. Có sao không? Katis. Alo. Emily, trùng hợp vậy? Đúng rồi. Ê, bạn trai cô hả? Không phải. Dù gì cũng gặp rồi mà, hay là chơi chung đi. Không thích. Tôi đi với hai người. Con trai, qua đây ăn tổ yến đi con. Hôm nay con đi chơi với Caris có vui không hả? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Đặc biệt? Ồn. Hả? Tại sao chứ? Cô ấy dẫn con đi sân trượt băng trong nhà, trong đó mở nhạc ầm ĩ lớn quá. Con trai, trước giờ con không thích trượt băng, cũng không thích nơi ồn ào. Con lại có thể đi cùng con bé, xem ra con thật sự thích nó rồi đó. Chỉ cần con bé xuất hiện, lập tức mang lại ánh sáng cho cuộc sống của con. Cả người tỏa hào quang, khiến bầu trời của con trong xanh ngay tức khắc. Quá tốt rồi. Mẹ nói rồi, hai đứa trai tài gái sắc, chắc chắn sẽ có phản ứng mà. Nè, bây giờ con nhanh hành động đi. Làm gì chứ? Tỏ tình đó. A Nhĩ Thành à, lại đây con. Dạ. Coi nè, trắc nghiệm tình yêu có thể căn cứ vào nhóm máu và cung hoàng đạo, dự đoán mức độ phù hợp đó. Vậy nhóm máu ô cung song ngư của con thì hợp với người ra sao hả? Nhóm máu ô cung song ngư. Người mặt lạnh, cùng qua xem đi. Đây căn bản không có căn cứ khoa học. Cung hoàng đạo thực ra chỉ là từng nhóm hành tinh trên trời tổ hợp lại thôi, là con người kết nối chúng. À, được rồi, được rồi. Anh không tin thì thôi, dù gì cũng đâu có ai hỏi anh. Sao rồi? Nhóm máu ô
cung song ngư không hợp nhóm A. Nhóm A hả? À, may mà không phải là tôi. Là tôi đó. Ha, quả nhiên là không hợp, cũng chuẩn quá đó. Vậy còn phải xem cô ấy là cung gì nữa. Anh ấy vừa soi mói vừa kén chọn, chắc chắn là cung sử nữ. Nè, chị Mỹ à, Dĩ Thành hợp với người ra sao vậy? Ờ, Dĩ Thành thì cung song ngư, vừa hiểu lòng người vừa lãng mạn, giàu lòng cảm thông. Cá tính và suy nghĩ tương tự với cung cự giải, thích hợp yêu nhau nhất đó. Cung cự giải hả? Nè, tôi là cung cự giải nè, nhóm máu AB đó. Nhóm AB, cung cự giải thích hợp với nhóm A, cung sử nữ hơn. Cung sử nữ. Cung sử nữ. Nhóm A cung sử nữ. Vậy không phải là người mặt lạnh sao? Ha, vậy ra hai người mới đúng là trời sinh một cặp. Chị Mỹ à, sinh nhật 15 tháng 11 là cung gì? Cung thiên yết. Vậy nhóm A cung sử nữ và cung thiên yết có hợp không? Lúc nãy không phải anh nói cái này không có căn cứ khoa học không nên tin sao? Nhưng mà nói nghe, cung thiên yết là ai vậy? Cô gái tem dán hả? Tùy ý hỏi thôi. Tùy ý hỏi. Chính đóa hồng. Anh muốn tỏ tình hả? Đúng rồi. Không phải, 99 đóa hồng cũng xưa như thập kỷ 50 rồi đó. Mẹ anh chỉ cho anh hả? Sao cô biết? Không phải, mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi, sao dì ấy biết con gái bây giờ thích cái gì? Anh muốn hỏi gì á thì nên hỏi tôi nè. Tôi không tin cô. Tôi nói thật đó. Cái trò tiêu tiền mua hoa như vậy ai mà không biết chứ. Anh muốn thể hiện thành ý của mình thì tự tay làm đi. Ha, anh có thể tặng hoa bằng giấy gấp. Tôi không biết. Không biết càng tốt. Anh nghĩ coi, anh học làm gì cô ấy có thành ý biết bao. Chào mừng quý khách. Chào mừng quý khách. Được rồi, giờ đi con. Xin chào. Chào gì? Đừng giật nha. Tôi biết hôm nay chị sẽ tới phát lương, tới mua vàng. Đúng rồi, đúng không? Cô đúng là hiểu ý tôi. Cảm ơn coi chị. Coi nè, mẫu mới hết á. Trời, dễ thương quá. Coi đi, coi đi. Nè, không thích lắm. Vẫn là di truyền thì hơn. Cái này là của em sao? Người mặt lạnh, em ấy chỉ là trẻ con thôi. Anh đừng có tính toán với em ấy mà. Em xem, hai bên phải điều nhau, như vậy máy bay mới không dễ bị rẽ. Phần trước nặng hơn, phần giữa đổ về phía trước, vậy thì máy bay mới có thể bay vững và bay xa hơn. Em có biết không? Em thử đi. À, thật đúng là vậy. Cảm ơn anh phi công. Muốn thực sự làm quen một người
Nếu chỉ quan sát vẻ ngoài và hành vi thì không đủ đâu. Cần phải tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, từ đó gia tăng sự hiểu biết về họ. Giống như cậu vậy. Tôi? Cậu nghiêm túc suốt cả ngày, nhưng mà tôi biết đây chỉ là lớp vỏ bảo vệ của cậu thôi. Người mặt lạnh không phải là Khu Khắc Ngạn thực sự. Trẻ con có thể làm lộ ra vẻ đơn thuần chân thật nhất của người lớn. Lúc nãy tôi thấy cậu cực kỳ hòa nhã với Dách, lại rất chủ động chơi với nó. Điều đó chứng minh cậu thực sự rất là nhiệt tình, chứ không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài của mình. Lúc nhỏ tôi cũng thường chơi máy bay giấy với em trai của tôi. Cậu có em trai sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Lúc còn nhỏ bị bệnh, mất rồi. Ba mẹ cậu nhất định rất đau buồn có đúng không? Ngoài mặt thì mẹ không sao, nhưng mà tôi biết là bà rất nhớ em của tôi. Còn ba cậu? Sau khi em của tôi mất, ông lao đầu vào làm việc, tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Ông ấy đang chuyển cảm xúc thôi. Người mặt lạnh tên à? Cũng dễ dạy ghê ha. Thực sự nghe ý kiến của tôi rồi. Nhưng mà đây là cái gì vậy hả? Hoa hồng đỏ. Cái này giống bánh quy đỏ bữa sáng ba tôi mua cho tôi ăn hơn đó. Công sức tôi nghiên cứu cả buổi tối cũng không được sao? Được rồi, được rồi. Thấy anh có tâm như vậy, để chị đây chỉ cho mấy điểm khó hiểu nha. Nè, làm theo tôi. Cái này không cần nữa, lấy cái mới. Lấy cái này. Trước tiên gấp làm đôi. Nè, ở đây. Không phải. Nè, phải như vậy. Sau đó anh làm vậy. Anh định lát nữa sẽ tỏ tình ra sao hả? Ăn cơm, tặng quà, hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái của tôi không? Chỉ vậy thôi hả? Ê, vậy thì không lãng mạn. Vậy tôi phải làm sao? Vậy hai người có mối quan tâm chung nào không? Đá quý, bắn cung, gôn, nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển hả?
Lady Lu cô thích. Còn nữa, hoa hồng tự tay tôi làm, tặng cho cô. Anh có biết ý nghĩa của 11 đóa hoa hồng là gì không? Một đời một kiếp, một tâm một ý. Sao mà tự nhiên anh lại chuẩn bị nhiều thứ cho tôi quá vậy? Mẹ tôi nói là phải hành động nhanh. Gì nói? Bà gửi cho tôi mua hoa hồng để tỏ tình với cô. Nói là con gái đều thích. Vậy nên là do dì kêu anh tỏ tình với tôi? Nhưng mà đồng nghiệp của tôi nói con gái sẽ thích đồ tự tay làm hơn. Còn giúp tôi gấp những bông hoa này. Cô đồng ý làm bạn gái của tôi nha. Không thể được. Tại sao? Chắc chắn là do cô thích hoa thật hơn. Dĩ Thành lại lừa tôi rồi. Không phải vấn đề ở hoa đâu. Tôi thực sự rất cảm động. Nhưng chúng ta thực sự không hợp. Đừng làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Tại sao lại không hợp nhau? Chúng ta có cùng sở thích, nói chuyện cũng rất vui. Đó là bởi vì tôi luôn phối hợp với anh. Có điều hình như anh không phối hợp được với tôi. Lúc đầu đôi lời thổ lộ của anh thu hút tôi, làm tôi thấy anh rất đặc biệt. Nhưng mà sau vài lần đi với nhau, tôi phát hiện ra chúng ta không cùng tần số. Thường thì anh nói chuyện anh, tôi nói chuyện tôi. Căn bản là chúng ta không nói chuyện được với nhau. Đến cả việc rốt cuộc anh có thích tôi hay không, tôi cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Thứ tôi muốn là một người đàn ông thật lòng yêu tôi. Rất tiếc là anh không phải. Tôi chúc phúc cho anh. Thanh toán. Cô gái tạm dáng đi đâu vậy? Sao tự nhiên bỏ đi rồi hả? Cô ấy về rồi. Cô ấy nói cần một người đàn ông hiểu cô ấy hơn. Hóa ra cô ấy cũng là người bình thường. Ê, tôi thanh toán bằng điện thoại nha. Tính chung đi. Có phải là anh hơi buồn hay không? Và thấy đau lòng? Thật ra đối với tôi, yêu đương và kết hôn không quan trọng. Nhưng mà với mẹ của tôi mà nói, nhìn thấy con của mình kết hôn cực kỳ quan trọng. Tôi chỉ muốn làm cho bà vui thôi. Uống một ly rượu rồi về ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ không còn buồn nữa. Nhưng mà tôi đâu có buồn. Thực ra thất tình là chuyện không phân biệt nam nữ đâu. Thật đó, đàn ông cũng có quyền cảm thấy tổn thương, buồn bã. Cho nên anh đừng có ngại gì hết. Hay là anh muốn uống cái này hả? Hay là cái này hơi ngọt, nhưng mà chắc anh sẽ thích. Nè, chầu này tôi mời hết, anh đừng có khách sáo. Anh cứ thỏa sức uống nhiệt tình cho tôi là được. Nè, cạn ly. Uống đi. Ê, nè nè, cẩn thận đó. Nè. Nè. Ai dám không cần tôi? Tại sao lại không cần tôi chứ? Tại sao lại không cần tôi? Người mặt lạnh. Người mặt lạnh. Tôi muốn nói với anh.
cho ra bị bỏ rơi không có gì to tát hết. Nhìn tôi đi, chẳng phải tôi cũng bị bỏ rơi từ nhỏ sao? Nhưng mà anh nhìn tôi đi, không phải vẫn sống tốt đó thôi. Dù anh có buồn tới đâu, dù có đau lòng, khóc rồi lại buồn, thì người bỏ rơi anh cũng không quay lại đâu. Nên cuối cùng người buồn cũng chỉ có một mình anh thôi, có biết không? Ê, trời ơi, đừng có đụng vào tôi. Đừng đụng vô tôi. Rốt cuộc là tôi bị thất tình hay là cô vậy? Còn say hơn cả tôi nữa. Tôi không có, tôi không có say. Tôi không có say. Người mặt lạnh, anh đừng có buồn mà. Tôi rất trọng nghĩa khí, tôi sẽ uống với anh. Tôi uống với anh đó. Mình uống thêm vài ly nữa đi. Trời ơi, đừng có đụng tôi. Nè, đi ra đi, đừng có đụng tôi. Chúng ta đi uống vài ly nữa. Nè, đi. Được rồi, đi ra đi, đừng có đụng đi tôi. Đi uống mà. Thêm vài ly nữa. Nè, nè, cô làm đi gì mà. Vậy? Tôi đi đi. Trời ơi, nè, tôi đi không đi đằng đâu. Kia. Buông đi ra đi. Đi đi, theo tôi đi. Ông chủ cho nè, thêm hai ly. Buông ra đi. Nè, tôi đi. Không đi đâu, xin cô đó. Buông tôi ra đi. Đi. Nè, đừng mà. Ê. Ông chủ. Ông chủ à? Ê, trời ơi. Con Khuôn vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đi cho nó ăn trước đi. Cái gì? Khuôn nè, Khuôn nè, muốn quay lại, ăn. Quay lại. Nè, đứng Khuôn lại. Khuôn. Ê. Khuôn Khuôn. Khuôn đứng Khuôn. Dậy. Khuôn Khuôn chưa có ăn cơm. Ông chủ à? Tôi muốn đi cho Khuôn Khuôn ăn. Nè, cô đứng dậy đi, trời ơi. Khuôn Khuôn. Đừng có đụng vô mặt tôi, đừng đụng vô mặt tôi mà. Tiểu Khuôn thật tội nghiệp. Không ai cần Khuôn Khuôn nhà tôi hết. Không sao đâu, chỉ cần em mua cơm cho em ăn. Khuôn Khuôn nhà chúng ta thật đáng yêu. Khuôn Khuôn. Khuôn Khuôn. Wow, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nè, sao về trễ quá vậy con? Ba ba. Trời ơi, nồng nặc mùi rượu luôn. Đi 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 đi. Nè nè nè, vô nhà vô nhà vô nhà. Trời ơi. Ê. Sao mà uống nhiều rượu quá vậy này, không biết nữa. Ngoan 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 ngoan. Ngủ ngoan, ngủ ngoan đi. Trời ơi, được rồi, nè. Bỏ cái túi ra đi. Được rồi, ngủ ngoan đi. Đắp mền vô, lạnh chết bây giờ. Đắp mền vô. Sao? Nóng quá. À, được được, không đắp không đắp không đắp không đắp. Nóng. Được chưa, được chưa? Vậy được chưa? Hả? Nóng. Được chưa, được chưa? Ngoan 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 ngoan. Được rồi, ngủ đi ha, ngủ đi. Ba. Không sao đâu. Ơ nè. Ba đừng có đi. Đừng bỏ con được không? Xin ba đó. Được rồi. Ba ở đây. Ba ở đây với con ha. Ba sẽ ở đây với con. Ngọt ngào, rất là háo hức. Sau đó trong mắt của anh ngập tràn tình yêu đúng không?
giống như mặt trời mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh vậy. Cả người tỏa hào quang, khiến bầu trời của anh trong sáng ngay tức khắc. Chính là cảm giác này. Nè, ở đây phải làm như vậy, như vậy. Chào anh. Anh làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Tâm trạng chưa tốt hả? Hay là chưa tỉnh rượu? Ai, người với anh tửu lượng dở quá đi. Ừ, phải rồi. Cảm ơn anh tối qua đưa tôi về nhà nha. Là ông chủ đã nói với cô rồi. Cái gì chứ? Tối qua tôi đâu có say. Chuyện gì tôi cũng nhớ hết. Cô thật sự nhớ hết những chuyện tối qua hả? Ừ, nhớ chứ. Thật ra tối qua cũng không cần phải phiền anh đưa tôi về nhà đâu. Tôi có thể về một mình được. Vậy cô còn nhớ gì nữa? Tôi nhớ chúng ta uống rượu. Sau đó chúng ta uống xong thì đi trên đường. Sau đó thì anh đưa tôi về. Sau đó chúng ta thấy cool cool. Tôi còn tôi còn hôn cool cool một cái nữa. Cool cool là con mèo tôi cho ăn lúc chúng ta ở quán cà phê đó. Anh còn nói tôi đừng cho nó ăn. Quên nhanh vậy hả? Quét xong đừng có đứng đây nữa. Hôm nay tới lượt cậu mua cơm trưa cho mọi người đúng không? Tiện thể giúp tôi lấy thuốc nha. Chỗ phòng khám bên cạnh quán cà phê đó. Chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại báo cho họ. Là thuốc gì? Là thuốc huyết áp. Tôi ăn xong sẽ uống. Cứ quên đi lấy không à. Nhóm máu AB cộng. Ừ, vậy tôi thuộc cung song ngư nhóm máu O thì thích hợp với người nào ha? Nhóm AB, nhóm O, sao có thể chứ? Thiên chân chào chào lưu tố. Show.